Chiếc hồ này có cách đây 800 năm rồi đấy. Chị cho đá vào đi. À, em không biết ạ. Người này nhà chị nhá, không cần làm gì nhá. Thích ăn món gì, chỉ cần cho vào đây nước của phát thành hiện thực luôn. Ăn nó không bao giờ hết luôn. Đúng rồi, hay là mama lừa mình. Đây là cái nồi thần nhà mình đấy, có cách đây 800 năm rồi đấy. Nồi này rất là kỳ diệu, muốn ăn cái gì chỉ cần ước là được thôi. Hôm nay mình sẽ ước cái gì bây giờ nhỉ? Dạ, một nồi toàn kem thôi. Masa, Masa. À, siêu nhân, đi đâu đấy, vào đây, vào đây. Đi đâu á? Em tìm chị mãi giờ. Tìm chị à? Cô chỉ ngồi đây chơi bóng đây chơi đẹp này nên chị ngồi đây chơi thôi mà có làm gì đâu? Giấu gì á? Làm gì có gì giấu đâu? Em vừa nhìn thấy chị tròn tròn á. Chị có cái gì tròn tròn này? Chị ngồi đây chị chỉ nhìn xung quanh này chẳng nhìn thấy cái gì cả. Thôi chị ra đây xem tí. Không được nhé, mẹ tình chơi với nhau đâu. Đây là chiếc nồi của chị đây. Chiếc nồi này có cách đây 800 năm rồi đấy. Chị cho đá vào đi. À, em không biết ạ. Nhà chị nhá, không cần làm gì nhá. Thích ăn món gì, chỉ cần cho vào đây ướp một phát, thành hiện thực luôn. Ăn nó không bao giờ hết luôn. Chuyện nhà em có một cây đỡ nhỏ nhưng mà uống mãi thế. Một cái nồi này nhà chị kỳ diệu lắm. Nên là lúc nào chị cũng phải nâng niu và giữ gìn nó lắm ấy. Sẽ em mượn. Mượn á? Mượn làm sao được? Mẹ chị bảo rồi không được cho ai mượn cả vỡ một cái ăn là nhà chị lấy gì mà ăn. Không mượn được đâu. Em ăn không ngọc vỡ đâu. Không, không được đâu. Hay chị bán cho em. Không bán được, ngồi để bán nè, ngồi để quý giá lắm, không bán. Chị có thích ăn kem không? Ăn kem á? Kem chị thích. Sao? Chị đi ăn kem. Bây giờ chị đi ăn kem nhá. Ừ. Em ngồi đây. Ừ. Em trông hồ cho chị về em giả. Nhớ đừng làm vỡ nhá. Vỡ mày mẹ chị bắn chết đi. Cái nồi này cổ lắm ấy. Nên là cái vùng của nó này nó bị sứt một tí thôi. Nhưng mà không sao cả. Cầm cẩn thận nhá. Em phải cầm nhẹ nhàng thôi. Em cầm nhẹ nhàng thôi nhá. Không nào có đấy. Bây giờ chị ra đằng kia chị mua kem. Xong rồi chị ăn xong rồi chị mang kem về cho em nhá. Nhớ đấy. Cầm cẩn thận nhá. Không được ước cái gì đâu nhá. Mình thích ướp một con gà. Bây giờ mình sẽ ướp một con gà thật to nha. Úm ba là trời ơi, biến cho chị một cái con gà thật to, thật béo. Bây giờ mình sẽ mama lừa mình. Ta chỉ một con, ta chỉ là một con đá thôi mà. Làm gì biết nơi mình. Ta chỉ là một cái niêu đất thôi mà. Làm sao mà biết nơi ta cái gì. Không như vậy đâu.